bạn đừng tập viết nhiều quá là mình không nghe được câu dài đâu. Các bạn phải lưu giữ cái nội dung thông tin ở trong đầu mình để sâu chuỗi lại nha các bạn nhé. Khi nghe câu dài ấy, đương nhiên là nếu dài quá thì chúng ta phải nốt lại những cái thông tin như là thời gian, địa điểm rồi các cái những cái mình không nhớ ấy. Thì mình nên nốt theo các cái thứ hạng từ trên xuống dưới. Và mình phải nốt ít thôi, đừng có viết nhiều. Được chưa? Viết nhiều thứ nhất là mình không nghe kịp, và thứ hai là mình nhìn vào mình rối lắm, viết tay viết lâu không kịp. Mình nhìn nốt thật khoa học, nốt những cái cần nốt thôi.아지 대신에 이 옷은 어울리지만 아이들 옷을 사려고 하는데 몇 층으로 가야 합니까? 5층 스포츠용품 매장으로 가셔서 왼쪽으로 가시면 아동복 매장이 있습니다. được chưa? Nào, xin mời dịch câu này nào. Vân nào, dịch lại cho cô nào. À, xin lỗi, Lỗi. cô muốn mua quần áo cho trẻ con ấy thì phải đi lên tầng mấy? À, xin lỗi, xin mời. Aiden, ở sân sau đó cô hà miệt chưng miệt chưng Biệt chưng guru khai am. Em tập nói theo như thế đi. Bắt chước giống ông ấy này. Biệt chưng guru khai am. Sau này mình cũng phải tập nói như thế em ạ. Không được ề à đâu. Nè. Nói lại cho cô. xin lỗi chị man ai từ ở sân sau đó cô hà nên đề mẹ chung ngô rô khá Anh đi lên tầng 5. Xong rồi đi. Anh đi lên tầng 5 đúng không nhỉ? Đi qua cái khu mua sắm thể thao ấy. Xong rồi nếu mà rẽ trái hay rẽ phải thì sẽ thấy cái quần áo đấy. Nào nói đi. Em nhớ nội dung là cái gì? ô chung super super chu Sport, sport. ở trường super mê trang euro khá so sót quên chúc cư đâu khá xì mèn à tông phúc mê trang gì sao Ừ thế thôi, nói lại một lần nữa nào. Em tưởng tượng trong đầu em về cái sơ đồ đấy xong em nói cho cô. Em tưởng tượng đi. Nào. ở trường super mê trang Sport, 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 sport đi các bạn, tiếng Anh ấy. sport này ở Sport. trường ở trường super 매장으로 가시면 왼쪽으로 가서서 em nhầm ở trường super 매장 가시면 왼쪽으로 Mion bao가시 giờ, nếu mà trình tự hành được cái thời gian bao giờ mion cũng phải đằng sau sao phải nhớ như thế, tự tưởng tượng sơ đồ mà nói thế nào, sao càng nói càng sai thế à, càng nói càng 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 không bằng lần đầu tiên thế. Nói lại nào, ở trường super support chứ không được nói sai như thế ở nào. trường super 매장으로 가시면 Pho pho pho표표표 đúng không mọi người, pho support chứ đúng không, hỏi sức super phiếc phiếc gì ở đâu ấy. ở trường super 매장으로 가셔서 왼쪽으로 가시면 아동복 매장이 있어요. Vẫn chưa À, đọc từ đấy, support mà Vân này. support Đã. sư mà sao em cứ thành y y y có y ở đấy nhở, support 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 gì ở đâu Vân ấy. đọc là support chứ. Ở Là trường Vân đang support. đọc sai. Support là cái gì, nghe lại nào. Em cứ bị tự đẻ ra những cái âm nó kỳ lạ thật đấy nhá. Nào, nghe lại này. 옷을 사려고 하는데 몇 층으로 가야 합니까? 5층 스포츠용품 Rất 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 qua sports, sports, 5층 sports로, 5층 sports 매장으로 đúng không? Bắt chước theo ngữ điệu người ta đi. Nào nói lại. super Lại Piotr, super không phải, không không phải Piotr. Em nghe cho kỹ vào. Nào. super 매장으로 Sport cơ mà. Không가셔서 phải là sự Piotr, Piotr, Piotr gì của em đâu.5층 Sao스포츠용 cái gì em cũng đưa nó về Piotr ấy. Bon em cũng thành Bion. Xong bây giờ Pho em, Pho em cũng thành Piot. Bỏ em lên đi, nói lại. ở trường super 매장 가셔서 왼쪽으로 가시면 아동복 매장이 있어요. 가시면 가. không phải cả. 가시면 thả nhẹ luôn. Đừng rõ như tiếng Việt như thế Vân ơi. Em thả nhẹ xuống cho cô, em lướt thật nhanh cho cô. Nào. Gasim 아동복 매장이 있어요. Ừ, sao lướt đi, lướt hết đi, được chưa thì mới hay được.
tự luyện tập ở bên ngoài, tiếp tục đi. Này. Vân Anh à, tôi định mua quần áo của bọn trẻ con thì phải đi lên tầng mấy? Xin lỗi, nhưng mà ai thường ở trường sao có hành hình tệ mẹ chung ở đâu khá hiểu. Anh đi lên tầng 5 qua khu anh đi lên tầng 5 qua khu quần áo thể thao, sau đó rẽ trái thì sẽ có quán cửa hàng quần áo trẻ con. Ở trường sport mẹ trang rồi khá sơ sơ nguyên chất cơ đồ khá xin miền á Trung Quốc mẹ trang nghề sò rồi Rồi, hôm nay có ngữ điệu hơn rồi. đúng là em luyện tập tối mai không Em được đọc tối qua à? dạ Nó nói là phải có hồn, nó có cảm xúc có tí chứ, như hôm nọ nó cứ như cái tua cái gì tốc độ không chấm bao nhiêu chả biết, hay một chấm bao nhiêu không biết, chạy vèo 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 thì không nghe được, không cảm xúc gì cả, phải có cảm xúc lồng lồng trong đấy. Tiếp nha, người khác nào, Trang nào. Nè. À, Silechiman. Nè, Silechiman, ai từ Rosen Haro quen đê, mẹ chung rô kaya mika. O chung sport mẹ chung rô kha sơ sơ, bên chung rô kha sơ mian. A tung bốc mẹ chung y sinh nida. Tiến bộ rồi mà nhanh quá, mẹ bỉm sữa không thấy rồi, kéo kéo mọi người đừng bôi ra, kéo 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 ra, mọi người đừng kéo ra đúng không, mọi người cứ dồn vào như thế nghe hay, mọi người nghe nhiều hay đúng không, có cái chỗ là trang là nó thành hết lên tê và hai đầu cô han lên tê nhé, đang Nghe đau. rồi. Ok công nào, gái điệu ơi nhanh em. À đâu, bình tĩnh. Xa, xa đầu cổ. Xa đầu cổ lên đây. Không phải xa. Xa. Ai yêu sư. Ai yêu sư xa đầu cổ lên đây. Ai yêu sư xa đầu cổ lên đây. Nói lại. Anh đi lên. Thôi tự nói. Anh đi lên tầng 5 khu anh đi lên tầng 5 khu mua sắm quần áo thể thao, sau đó nếu rẽ trái thì đã thấy quần áo trẻ con. Nhớ là khá simian khá so so mọi người nhớ nhé, sau này mọi người ai là sử dụng kính ngữ tốt thì người ta đánh giá người năng lực tiếng Hàn rất là tốt, mọi người nhớ chưa, chủ ngữ mà là người mình cần tôn trọng là mọi người phải sử dụng. Và đặc biệt là người Hàn, một là chủ ngữ người mình tôn trọng này, hai là những người lần đầu mình gặp nhau người ta dùng kịch ngữ hết mọi người ạ. À? Đấy. Tâm nào. Xin lỗi chị Man, xin lỗi chị Man, ai ở sân sau đó có anh để mẹ chung ngủ đồ khá là gì cả? Ở chung sư bắt chứ mẹ chung ngủ đồ khá sơ sơ. Bên chỗ cô khá xinh nhan á tông bốc về Bề trang trang. gì ít rồi. Bề trang nó là cái khu ấy, mấy cái quán gần nhau kiểu vậy mình đúng không? Ok, nói tươi tắn lên giáo sư nào. Ông Phượng bị ra rồi sao nhỉ, chưa được gọi phát nào ấy, cô lại để cái này đây che mất không để ý chứ giáo sư. Xin lỗi chị Man, ấy ở sư à sao điều cô Trang hành như đồng ơi. xin lỗi chị Man, ấy ở sư sao điều cô hành nên tê mẹ chung rồi cả gia hành đi cả à ô chung à sư phụ chưa dùng phun mẹ chung rồi cả xi mion à cả xe so à quên chốc rồi cả xi mion à tung bông mẹ chung ý sư mi ta. Chưa được có lại. Nhanh lên tí nữa. Xin lỗi chị Man, ai ở sư sao điều cô hành nên tê mẹ chung rồi cả gia hành đi cả. Ô chung à ô chung sư phụ chưa dùng phu mẹ chang ru cả sơ sơ quên chốc ru cả si mion à tông bông mẹ chang y isumita. Mọi người dùng phum là gì mọi người? Phum là sản phẩm, dùng là sử dụng. Điện thoại tí nhé.
Mọi người đợi cô một lát nhé. Cô đi xuống dưới tầng, cô có việc một tí cô lên bây giờ. Mai kiểm tra đấy bà con ạ. Nên là anh xem lại từ mới ngữ pháp để làm bài kiểm tra cho tốt nha. Mai chị. Mai, sáng mai. Mai là bài kiểm tra test đầu tiên thôi. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa biết là dạng đề nó có cách gì. Có gì tí nữa hỏi lại cô xem là dạng đề có cách gì rồi. Được, hôm nay xem lại được chuẩn bị vậy. Nhưng mà chắc chắn là nó cũng sẽ vẫn có phải có kiểu gì cũng vẫn có từ mới rồi, đúng không? Việt Hàn, Việt Hàn chắc là thế nào cũng có thôi, kiểu gì rồi cũng lại có nhiều thêm mấy câu dịch Hàn Việt, một Việt Hàn đó. Trả lời câu hỏi, đặt câu, đấy là những cái lần trước mà mình làm đúng không? Nghe nữa. Nghe nữa, nhưng mà ở đây với cô có cho nghe không không biết. Mỗi lần nghe là auto có cho 2 điểm rồi gì nữa. Mà sao mọi người lười ý kiến thật đấy, mỗi khi mà đưa ý kiến lên cho cô ấy, thì mọi người cũng nên bày tỏ quan điểm của mình về cái việc học nó như thế nào, xem mà cô có thể giúp đỡ được gì cho chúng ta hay không. Chả thấy ai ý kiến gì cả, mọi người lười quá đấy mọi người ạ. Không, chắc em nghĩ là mọi người có cùng ý kiến với chúng ta rồi nên giờ mọi người không thể thêm được nữa. Thế thì lần sau cũng phải nói mà chứ. Cho tôi cứ đứt kê trên các theo, tôi cũng suy nghĩ như vậy đấy. Thằng là cam si cho rong trên các theo, cho tôi cam si cho rong trên các theo rồi ạ. Thế để anh em không biết được nữa, các chú suy nghĩ thế nào chứ. À, ai bảo gì cả. Ôi dồi ôi, con em bây giờ nó bắt em phải đi ăn đồ chơi chị ga mà chết mất. Thì đúng rồi, chị cũng thế mà. Mỗi khi chị học là chúng nó cứ nôi ra bắt là ăn giả vờ, nấu giả vờ. Có làm ăn được cái gì đâu. Mấy nay thằng con em học đâu kiểu uống nước không, ca không, cứ bắt em mua phải uống nước. Khổ thật, chúng nó uống em uống. Thì đấy gọi là chơi đồ chơi với nhau là thế đấy. Thằng nhà chị nó uống bia như là uống nước lãi. Ồ, thế không được cho nó uống đâu cha. Cái đấy nó không tốt cho sức khỏe trẻ con đâu. Ngày xưa bé nhà chị ở nhà cũng thế. Ông bà cứ cho uống ấy. Nhưng mà chị bảo là bây giờ chúng nó còn bé, thận chúng nó, rồi gan chúng nó chưa lọc được những cái chất kích thích như thế đâu. Nên là cấm không cho uống. Thế giờ nó không đang uống đâu. Nhưng hồi ở nhà suốt ngày rót trong cốc như này không uống. Đấy. Ông ngoại, em hay gửi ông ngoại hôm nào mà bận ấy thì mang gửi ông ấy. Có hôm bế con sang, bế con, úi dồi sao thấy mặt con đỏ bừng, cho say vô. Mặt mày cứ đỏ tía tai xong thì cứ cười hì hì cả. Hóa ra anh ta uống bia say chị các bạn. Đừng, đừng, bảo dặn ông bà ngay bây giờ là cũng có những cái trường hợp mà cho uống bia rồi xong là nó bị ngộ độc ấy. Thì gan thận của nó không lọc được hết những cái đấy đâu. Đấy, em bị một lần như thế nên sợ ấy. Thôi ông bảo là ông có cho nó uống đâu, ông đang cầm bia uống thế là nó cướp đấy, nó tu phát hai ngụm thật to xong nó nuốt xong nó mới khóc. Đang nghe công người bảo câu đấy là à đúng con trai đó. Đúng không? Đấy là đang ngó vào kìa, nhìn gì? Nhìn ghét chưa kìa? À. Quá như giận giờ. Nhìn cái mặt ghét chưa cả. Con chào cô đi. Con chào các cô đi. Để học đi. Mắt đẹp rồi nhỉ. Vâng. Trông ghét. Lần này bị uống kháng sinh 7 ngày liền đấy cô ạ. Thế á. Trời ơi. Vâng. Thế có bị gầy đi không? Xuống 1 cân là đang 15 cân xuống còn 14 cân. Tôi bị sao này. Bé nhà Trang có mấy tháng mà bằng con tới 3 tuổi. Con tới 3 tuổi mới được có 14 cân. Nói em. Con cái con nhà 14 tháng. 14 tháng bằng con chị Cam 3 tuổi á. Vâng, cân nặng còn nhiều hơn cân ấy cô. Thật là con gái thì con chị con gái à. Thôi con gái cho nó gầy gầy cho này người dáng nó đẹp. Con trai đấy cô ạ. Con trai gì? Vâng. Úi giời, em được à? Ừ nhỉ, em được là chị à, một con mới một thôi, chị mới một thôi đúng không?
Quỳnh mới là hai, con gái chị Quỳnh với thằng em là bằng tuổi. À, đúng rồi. Ôi chị Quỳnh mà nhỏ nhỏ người mà con to đùng nhỉ. Ngồi giường to hơn cả mẹ đây. Chị Quỳnh với chị Cam thông gia dần đi vừa. Thổ vía quá. Chắc to bằng cục bằng chị Tâm rồi. Tâm còi này. Nhà em thì mọi người bảo là chứ tại bố mẹ nó gầy nên là con nó cũng không lớn được cái sao ấy. Chồng chị cũng gầy à? Gầy lắm cô ạ. Chồng em 1m7 mà có được có hơn 50 cân. Ủa thì chồng chị mà chắc còn ít cân hơn cả em nhỉ? Nhưng mà chị Cam gầy mà, chị Cam gầy chân tay bé tí. Ừ, trông em hơi gầy nhưng em còn vẫn đang lớn, chưa lớn hẳn. Em mầm non tính. Còn phải cao cho mày nữa. Kìa mặt cái Tâm, nhìn mặt cái Tâm kìa. Đàn ông cũng nghe nguyết nhỉ. À, ngoan. Cô ơi, tranh thủ cái lúc đang giãn ra, cô nói cho bọn em biết là cái đề ngày mai gồm có những cái gì để em còn chuẩn bị cô. Đề ngày mai à? Tí nữa đi chị ơi. Tí nữa nhắc nhá. Ví dụ à, bây giờ đang là 10 giờ 45 đúng không? Tầm khoảng 15 phút cuối giờ nhá. Nhắc trọng tâm chứ bây giờ. Đây. Cứ phải nhớ cô đã hay mắc bệnh người đưa mồm đi xa quá rồi, cứ đang nói cái này cho đi tí tí kêu rồi xong ạ. Bây giờ mà nói cái đấy chắc hết cả buổi mất. Thôi. Nghe tiếp đã. Nghe mà khó quá thì mình mai mình nghe tiếp, đúng không? Ngày kia mình học mới, có gì đâu. Thì vẫn đang học thế làm gì? Đọc cũng thế thôi. Đọc cũng thế làm gì? Nghĩa là bây giờ không có cứ là hôm nào học cái gì mà cứ chưa xong là bắt sang ngày hôm sau. Bởi vì bây giờ đang là... Bởi vì bây giờ mỗi tuần các bạn được nghỉ một buổi với cả được thì sẽ lớp một buổi thì sẽ là... Cô đang để cho các bạn là... Một bài là đang là 5 buổi còn gì nữa. Đúng nhỉ? Ngữ pháp nghe nói đọc viết cho một thứ năm lúc nào cũng là ôn tập còn gì nữa đúng không, hoặc là mở rộng ngữ pháp mới gì nữa. Sắp bắt đầu thứ sáu học bài mới này, thứ bảy học đọc này, thứ hai học nghe này, nghe không thứ bảy học không xong đọc thì lại bắt sang hai thứ hai, thứ hai học không xong nghe lại bắt sang thứ thứ năm đấy, đúng nhở? Chẳng qua thì khoảng cô cũng cho luôn bọn em mấy cái đề viết thì viết dần thì cô không cứ đến lúc mà dồn lại vào lúc ấy, viết nó khó lắm. Thế đi hỏi đề đã. Đi hỏi đề chứ mình tự để đi tham khảo đề đó thế nào đấy. À thế à, thế thì cô phải bảo đào tạo đổi đi mới được, không có chuyện 36 học bài giống nhau đâu, không có công tâm vớ vẩn. Như là trước là em bỏ luôn cái bài gì nhỉ, bài du lịch, thì cuối cùng nó vào luôn cái bài du lịch. Sợ lớp này đấy. Đi rồi lớp này không thi à, đúng không? Vâng, đúng rồi. Cô sẽ phải quán triệt lại cái việc là không thể cho hai lớp sát nhau mà trùng nhau được. Thứ nhất chúng ta hỏi được đề nguy hiểm. Phải công tâm chứ. Mặc dù ai mà chả thích thành quả học sinh mình cao, đúng không? Nhưng không, cô phải công tâm là trên hết. Đi thi cũng thế. Chứ sao? Chứ sao? Đúng rồi, nên là cô có bảo, cô có yêu cầu các bạn nói dài đâu. Các bạn cứ tưởng tượng ra mình nghĩ gì mình nói cái đấy. Sau này đi làm cũng vậy mà. Không, đương nhiên là không đến mức độ như thế. Nói lên những cái nội dung cao hơn thì nó phải cao hơn chứ. Ừ, giao tiếp. Nói chung là để mà nói kể cô cũng thế, cô cũng mạnh về mảng giao tiếp, nghĩa là mảng giao tiếp đời sống sinh hoạt hàng ngày ấy. Còn về thật sự là về mảng chuyên môn thì ai cũng vậy, như gà mắc tóc mọi người, chẳng có ai tốt cả, phải là học. Còn nếu mà nói về cuộc sống hàng ngày này chả cái gì là không biết cả, bởi vì sống bên đấy thì nó được tiếp cận với môi trường thực tế mà, rồi được người Hàn người ta dạy cho nữa, đi làm các bà các cô dạy cho biết nhiều lắm, chứ đi học nó thật ở trường không biết nhiều đâu. Cô giáo dạy cứ lên lớp xong về
Rồi ngày xưa học cô học toàn những cái môn gì chứ tiếng Việt cô còn chả hiểu ấy. Em bảo tiếng Hàn thì thầy cứ dạy cái gì liên thuyên rồi lịch sử Hàn Quốc rồi thầy kiểu như là giảng viên thì mọi người biết rồi đấy, mấy cái môn vĩ mô ấy. Nói một cái thầy kiểu cho đưa mồm đi bay tận đâu 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 ấy, chả hiểu. Như kiểu thầy Bắc ấy, các bạn chưa học thầy Bắc nhỉ, thầy cả buổi thì cứ nói hết trên trời dưới biển đấy. Thì đến lúc thi là mình cứ tự tự học thôi, chứ cũng người nước ngoài thì người ta cũng sẽ tém tém hơn, phiên phiến hơn chút chứ không có làm chặt. Không phải là dở bài quay có bài, mà là người ta chấm bài nó không có chặt, bởi vì cái ngôn ngữ cái lối văn của mình người ta sẽ chấm trước hơn cho mình, chứ không phải là được quay có các thứ. Em không biết thôi, ở bên Hàn Quốc cái khoa mà cô hay giao lưu với khoa cô là khoa tiếng Việt đấy mọi người, là học sinh khoa tiếng Việt, tiếng Việt có giá lắm nha. Vì sao bây giờ trường ở bên Hàn Quốc có duy nhất hai trường đại học đào tạo tiếng Việt, đó là trường đại học ngoại ngữ Seoul và trường trường đại học ngoại ngữ Busan của cô. Thì hai cái trường có hai cái khoa đấy là hot lắm, thi vào điểm cao phết luôn, bởi vì Việt Nam đang nhiều người Hàn mà đúng không, hot lắm. Ôi rồi hôm cô học cái môn cùng với bọn Việt Nam thì thầy giáo giáo sư ấy nó dạy về Việt Nam mà quay Việt Nam được cái thời kiểu cổ La Hy nào rồi, chứ cái thời mà vẫn còn đi xuồng chèo rồi rồi là chợ nổi cái gì tận đâu, cái thời túm lại là cách đây mấy chục năm rồi. Xong bọn nó bảo nước mày như thế này à, mày có như thế này, mình bảo đến tao tao không biết cái cảnh này bao giờ nên hỏi tao. Nghĩa là dạy về lịch sử Việt Nam cũng không hẳn đâu, mà kiểu cứ dạy Việt Nam nghèo lắm khổ lắm ấy, nhưng có phải vậy đâu, dạy những cái mà cái tài liệu nó từ tờ tấm tống nào rồi, nhưng không phải học 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 nó lại đưa mồm đi sao rồi. Thôi bắt đầu nhá, nói chung nói thật các bạn có thấy kiểu như là không được tiếp xúc với con người, các bạn có thấy người mình nó khác không? Cô thì ngày nào cũng bốn bức tường như thế này, sáng đến chiều là bốn bức tường rồi, thỉnh thoảng một buổi tối nữa đấy, cũng sau đầu óc cũng hơi có vấn đề đấy.봅시다. 2번 내용을 잘 듣고 질문에 답하십시오. 고객 여러분 안녕하십니까? Bài này khó đúng không? Bài này đổi áo khó đúng không? 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. 고객님들이 상품을 구입하신 후 7일 이내에 영수증을 가져오실 때 상품 내용이 표시나 광고 내용과 다를 때 또는 제품에 이상이 있을 때 교환 환불을 해드리고 있습니다. 그러나 구입 후 7일이 지나거나 고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때에는 영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. 또한 영수증이 없을 때에도 교환이나 환불을 하실 수 없습니다. 이 점을 꼭 주의해 주시기 바라며 앞으로도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. Ok, là một cái bài mà người ta hướng dẫn về đổi hàng và trả hàng ở trong mắt thư mọi người nhé. Ở trong mắt thư thì cái này là chúng ta cũng chưa được tiếp cận nhiều, chúng ta cũng không biết này. Ở bên Hàn Quốc ấy, mỗi lần mà đi shopping ấy, ở bây giờ siêu thị của mình cũng có như thế, mà đều Hàn người Quốc đấy trai thì thì cố shopping là cái shopping nó to lắm em ạ, nó phải gấp mấy lần cái Vincom ấy. Nói chung không tả được, nó như kiểu cái GoGo thì ở Thái Nguyên mình, nhưng nó còn phải to hơn nhiều cơ, và nó nhiều tầng lắm em ạ. Có những cái shopping lớn nó 5-7 tầng thì rất to, thì nó sẽ có những cái loa phát kiểu này này em, có thể là phát loa phát, hoặc cái này là hướng dẫn chúng ta sử dụng, hoặc là cái này là ở quán nhiều quán quần áo ấy nhỉ, quán quần áo về size về số về đổi sửa size, hoặc là cái lỗi hàng gì đấy đúng không? Người ta đều có những cái sử dụng hướng dẫn sử dụng rất là nhiều, đặc biệt khi các bạn thi topic ấy, thì cái phần nghe của bạn nhiều cái file mà nói đến kiểu mắt thư lắm mọi người ạ. Nó hay có cái tiếng nhạc tinh 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 tông, xong rồi bắt đầu là hoặc là cái tiếng của chung cư ấy, các thứ ấy, thì là người ta rất hay có file topic. Mọi người mà nghe topic mọi người như kiểu chưa từng học tiếng Hàn luôn ấy. Thôi. Đó. Bởi vì nó liên quan đến kiến thức thực tế cực nhiều. Ở cái bài này thì chúng ta một lần nữa lại phải tưởng tượng, phải tưởng tượng. Dù như câu đầu tiên sau đây là cái gì đấy, bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại từng từng câu từng từ nhá. Khó mấy thì cũng không nghe được hết mọi người ạ. Vấn đề là giống như cái bài tuổi sinh học hôm trước ấy, các bạn kêu khó lắm, nhưng mà chúng ta cứ phân tích ra thì chúng ta cũng nghe được hết, và nghe lại thì thấy nó dễ đúng không? Bây giờ cũng thế, phân tích ra xong nghe lại,
Nghe lại thì lại thấy nó bình thường. Bây giờ chúng ta phân tích từng câu một. 듣고 질문에 답하십시오. 고객 여러분 안녕하십니까? Xin chào quý khách đúng không? 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. 보장하다 là bảo quản đúng không? Trước từ 보장하다 là gì? 교환 환불. Kiểu hoa môn nghĩa là cái thứ nhất là chủ ngữ trong câu này là ai rồi, là cái chỗ đang bán quần áo ấy đúng không, đúng chưa? Và vị ngữ trong câu này là gì? Vị ngữ ở trong câu này là đổi này, trả này và bảo quản đúng không, ba cái đấy đúng không? Thế bảo quản trả đổi cái gì? Đây nhá, chúng ta nghe lại này. 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품. Thứ nhất là 에서는 là chúng ta biết ngay là cái nơi xảy ra hành động rồi, là ở cái chỗ cửa hàng của chúng tôi rồi. 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. Cô bảo cái cụm từ là 다음과 같이 là gì mọi người? Như ở dưới đây. Sau, như dưới đây chưa? Thế làm cái gì như dưới đây thì vị ngữ của nó đằng sau đúng không? Chúng tôi đang đổi trả và bảo hàng, bảo quản đúng không, cái về những cái nội dung hạng mục gì đấy theo như dưới đây đúng chưa, thì khi dịch là mình phải sâu chuỗi các nội dung thông tin như vậy đúng chưa. Chúng ta nghe đi nghe lại một lần nữa. 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. Nha Elmatu đúng không, nói chung là Matu của chúng tôi thì đang thực hiện đúng không, đổi trả và bảo quản các sản phẩm mà quý khách hàng đã mua theo các hạng mục dưới đây, được chưa? Hoặc là như sau, hoặc là như dưới đây, đúng chưa? Thì mọi người nhớ cho cô là tham qua cà chi là giống như dưới đây. Nó thường đứng đằng trước động từ để bổ nghĩa, vì cà chi là đứng trước động từ mà đúng không? Chúng tôi sẽ đổi trả này, bảo quản này, bảo quản cái gì? Bình thường chúng ta bảo quản cái gì là ưng đưng đúng không? Người ta nhấn mạnh ở đây là về cái nội dung gì đấy thì chúng ta cũng có thể dùng ETHE, không nhất thiết phải ưng đưng đúng không? Về các cái sản phẩm mà quý khách hàng đã mua. Ở trong bài này khi sử dụng ở trong các cái lối văn lịch sự, người ta không có sử dụng từ sata đâu mọi người nhá, người ta dùng từ kuipata đúng không? Kuiphasin đúng không? Những cái sản phẩm mà quý khách đã mua rồi đúng không? Thì mới là kuiphasin đúng không? Đó, thì chúng ta phân tích như vậy, chúng ta dịch ngược từ dưới lên. Mình phải xác định được vị ngữ trong câu là cái gì, chúng ta dịch ngược lên, dịch lại. Tự dịch lại gì sang tiếng Hàn. 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. 안녕하십니까? 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. 주 ngữ nhỏ là gì? 주 ngữ nhỏ trong câu là gì? 고객님. Đúng rồi. 고객님들이. Vị ngữ nhỏ trong câu là gì? Cô kinh nghiệm từ đi. Quý pha xin, đúng không? Thì cái cụm từ là gì? Cô kinh nghiệm từ đi. Quý pha xì đà là làm định ngữ là từ gì? Sang phùm, đúng không? Phùm. Và từ sang phùm này nó đi có trung thấp ETH là sang phùm ETH, danh từ ETH, đúng không? Và vị ngữ ở đôi câu đó là kiều hoan ha có nè với cả gì nhỉ? Hoan bùn. Hoan bùn. Rồi gọi là bố trang ha cô ít đúng không? Là ở cửa hàng mắt thư của chúng tôi đang đổi trả và bảo đảm cái sản phẩm mà quý khách đã mua rồi theo các hạng mục dưới đây hoặc theo các hạng mục như sau, hình dung không? Mọi người thử luyện tập nói câu này, cô xem nào. Có ai chưa được nói câu nào không nhỉ? Giáo sư nào? Giáo sư nói câu này xem nào. Cô kết niệm từ đi. Là xin chào quý khách. Mình phải tưởng tượng đúng tiếng Việt vào. Xin chào quý khách. Mắt thư của chúng tôi đang như thế nào đấy? Như thế nào đấy? Dịch đi. 안녕하십니까? 저희 에마트에서는 고객님들이 구입한 상품에 대해 tính ngữ như thế nào? 구입하신 상품에 대해 구입하신 구입하신 뭐냐? 상품 상품 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불 보장하고 있습니다. Thế rồi, đúng không? Mọi người hình dung không? Đúng thế.
Tại sao phải dùng cho hi? Cho hi là kính ngữ của udi. Và khi chúng ta tôn trọng người nghe thì chúng ta dùng là cho hi. Đúng không? Đúng không? Ví dụ như là mình cho hi hay sa, cho hi ban đến nơi buồn cười, nhưng mà nếu chúng ta tôn trọng người nghe thì chúng ta là cho hi ban. À, cho hi hay sa, cho hi bát. Đúng không? Chúng ta tôn trọng quý khách thì chúng ta dùng như vậy. Tất cả những cái gì mà công cộng đại chúng người ta dùng cho hi hết mọi người. Udi là thân mật từ về phía của chúng ta. Người khác nào? Ai được nói ít mẹ? Nói gì nào? Thôi quay về lại vòng từ đầu nhé. Hoài à? Cô kết gió ra buôn anh nhau hát sinh gì cả. Cho hi em mắt thuê so. Cô kết từ đi quý hà sinh sang phùm ê thế hệ tham qua cả tên cứu hoàn hà còn á. Hoan phu lân phổ trang hát cội xung gì cả. Nếu mà đằng sau là động từ thì phải là cả chi nhá. Cả Hoài thả nhẹ xuống cho cô là không được đọc rõ như thế. Thả nhẹ xuống một lần nữa, nói một lần nữa. Hàm ơn thờ. Cô kết gió ra buôn anh nhau hát sinh gì cả. Cho hi em mắt thuê so. Cô kết từ đi quý hà sinh sang phùm ê thế hệ tham qua cả chi cứu hoàn hà còn á. Hoan phu lân phổ trang hát cội xung gì cả. Rồi đấy, thế hay quá, không phải sửa một tí nào luôn, đúng không? Nào, Tâm nào. Xin chào quý khách, đúng không? Mắt thư của chúng tôi đang thực hiện chương trình gì theo các hạng mục dưới đây, cái gì ấy. Nào nói đi. Cô khách, 안녕하십니까? 저희 mắt thư에서는 고객님들이 구입하신 하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. 응, 네, 좋아. 짱아. 고객님 여러분 안녕하십니까? 우리 아마스에서는 고객 등 고객 아마트, 아이모, 아이마트, 네, 저희 네, 저희 에마트에서는 고객들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 환불 교환을 보장합니다. 응, 혹시 뭐 그럴 거예요? Hoa. 네. 고객 여러분 안녕하십니까? 저희 마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불은 보완 보장하고 있습니다. 정화요. 고객 여러분 안녕하십니까? 네, 고객. 고객 여러분 안녕하십니까? 저희 엘마트에서는 고객님들이 구입하신 상품에 대해 다음과 같이 교환 환불은 보장하고 있습니다. 뭐 거 같아요 냐. 뭔가 늦어 버리. 고객님들이 상품을 구입하신 후 7일 이내에 영수증을 가져오실 때 chúng ta phải dừng đến đây. Hình dung không? Câu nói là gì nhỉ? Đối với những quý khách đúng không? Mà sau khi mua sản phẩm trong vòng 7 ngày đúng không? Mà mang hóa đơn trong vòng 7 ngày mà mang hóa đơn đến đúng không? Chúng ta nghe lại nhá. 다음과 같이 교환 환불을 보장하고 있습니다. 고객님들이 상품을 구입하신 후 후 là cái dừng này. Quý khách à, sau khi quý khách mua hàng xong 7일 이내에 영수증을 가져오실 때 mà quý khách mang hóa đơn đến trong vòng 7 ngày. Các bạn hình dung không? Chúng ta dừng từng đợt một nhá. Sau tính chúng ta sâu chuỗi lại, chúng ta nghe lại cả câu. Mọi người đừng dịch cả một câu luôn từ đầu nhớ chưa? Chúng ta nói là quý khách à, sau khi mua sản phẩm, nếu quý khách mang hóa đơn đến trong vòng 7 ngày, chúng ta có danh từ chỉ thời gian đi với ine là trong vòng 7 ngày. Mọi người hiểu không? Chi đi là 7 ngày. Ine là trong vòng 7 ngày, mọi người nhớ chưa? Chi đi ine.
영수증을 가져오면 là 가져올 때 đúng không? Là 가져왔을 때 khi mà quý khách mang mang cái hóa đơn đến đây đúng chưa? 상품 내용이 표시나 광고 내용과 다를 때. Lại một cái khác nữa này là khi gì? Khi mà gì? Nội dung của sản phẩm đúng không? Khác với cả biểu thị. Nghe lại xem nào. 이내 영수증을 가져오실 때 상품 내용이 표시나 광고 내용과 다를 때. Cấu trúc ngữ pháp ikawawa tarida đúng không? Mọi người phải nhớ là cái gì khác với cái gì và cái gì. Nếu như nội dung của sản phẩm khác với cả biểu thị và gì? 가져오실 때 상품 내용이 상품 내용이 đúng chưa? Nội dung sản phẩm này. 표시나 광 표시나 là cái biểu thị và 광고 là quảng cáo đúng không? 광고 내용과 다를 광고 내용과 다를 때 khi mà nội dung của sản phẩm khác với cách biểu thị, cách thể hiện cái thông tin của người ta và cái quảng cáo, nội dung quảng cáo. 네. 또는 제품에 이상이 있을 때. Hơn nữa, lại vẫn nữa nhá. Hơn nữa, khi mà trên sản phẩm có cái gì? 이상 있을 때 là gì? 이상 là gì mọi người? Kỳ lạ thường, nhớ chưa? Ví dụ ai gặp đi em sao cô bảo 이 사람은 이상해요 là gì? Người bị làm sao? Người bị làm sao ấy, kỳ lạ đúng không? 이 사람은 이상하네요 đúng không? À thỉnh thoảng chúng ta nói là ví dụ như là bảo là gì? Ơ, cắm cơm thì bật nắp rồi mà tại sao bây giờ cơm lại vẫn chưa chín? 이상하네요 là gì? Kỳ lạ thật đấy, đúng không? Đúng không? Thì chúng ta hiểu là 이상하네요 là kỳ dị, kỳ lạ, không hiểu được, đúng chưa? Thì ở đây là chúng ta nói là 또한 là hoặc, đúng không? Kia là hoặc có cái dấu hiệu kiểu bất thường ở trên sản phẩm. 교환 환불을 해드리고 있습니다. Chúng tôi sẽ đổi trả cho quý khách. Các bạn hình dung không? 해드리겠습니다. Chúng tôi nghĩa là người ta đang nói là gì? Ở đây các bạn nhé. Đầu tiên vì câu quá dài, các bạn chưa thể hiểu được hết. Thì cho phép là những lần đầu tiên các bạn nghe nhát từng cái phần ngữ pháp là 후에 là ngắt đầu tiên này. Xong là 가져왔을 때 là thứ hai này. Xong rồi khác với sản phẩm là tê tiếp vào lần thứ ba này. Xong một lần nữa là gì này? Là lần nữa cuối cùng là 해드리겠습니다 thôi, đúng không? Thì là như thế. Nhưng khi chúng ta dịch, chúng ta không thể dịch như thế được. Mà chúng ta phải xông chuỗi lại là gì? Sau khi các bạn mua hàng, nếu các bạn mang cái phiếu hóa đơn đến trong vòng 7 ngày, đúng không? Chúng tôi sẽ đổi trả cho các bạn trong trường hợp nếu như thông tin của sản phẩm khác với cả gì? Quảng cáo hoặc biểu thị. Thứ hoặc là gì? Tô ở đây là hoặc. Hoặc ở trên sản phẩm có cái gì đó nó kỳ lạ. Thì chúng tôi sẽ đổi trả cho quý vị. Mọi người hình dung không? Người ta đang hướng dẫn mình cái cách đổi trả quần áo ở bên Hàn Quốc. Ở bên Hàn Quốc ấy mọi người ạ. Quần áo toàn hàng hiệu thôi. Xịn lắm. Nói chung đổi trả nó rành mạch rõ ràng lắm chứ hầu hết là người ta cũng không mua ở chợ nhiều như là có chợ sinh viên cũng nhiều, chợ sinh viên cũng nhiều. Chợ sinh viên thì mua quần áo thoải mái, bên Hàn mua quần áo thoải mái lắm các bạn. Chẳng có bao giờ có chuyện có cãi nhau đánh nhau đâu mọi người. Xuống lắm. Mà không ai dò dò theo mình như ở nhà đấy đâu. Mà mua ở chợ sinh viên á nó có đề sẵn giá đấy xong lấy thích cái nào lấy ra đặt tiền. Không 5.000 một cái là bằng 100.000 Việt Nam mình, 10.000 một cái là 200.000 Việt Nam mình. Cứ thế lấy xong ra giả thôi. Nó không phải như mình là kỳ kèo từng đồng một, không có chuyện giảm giá đâu. Nếu mình mua nhiều quá thì mình trêu các ông bà chủ cho giảm, đồng nào giảm thôi đấy. Còn các hàng hiệu thì chúng ta giá mặc định đấy rồi, chẳng giảm giá được cả. Hàng hiệu thì thường là nếu mà lúc nào sale thì tranh nhau du đẩy, cũng không đến mức du đẩy, nhưng Việt Nam mình chắc du đẩy nhau để chọn cái sản phẩm tốt đúng. Bên Hàn Hàn thì xếp hàng đổi trả thoải mái em ạ. Mọi người đổi trả thoải mái mà đúng là nó nâng mình như nâng trứng ấy, có thể là nó quay ngoắt đi mình khó tính quá hoặc mình kiểu đòi hỏi nó lấy nhiều thứ quá thì à không, bên hàng không cần phải lấy, tao thích mặc cái gì tao mang vào quần áo, tao mặc xong tôi ngồi tao để đấy bọn mày tự đi mà dọn, chẳng liên quan đến cái này cả, sướng lắm, hiểu thích thử cả cái quán xong chẳng mua thì chả làm sao, chẳng ai nói gì, đấy hàng hiệu Zara rồi HM rồi các kiểu ấy. Bên hàng là như vậy, đây là người ta đang hướng dẫn cách đổi trả cho mình. Người ta hướng dẫn hết một lèo cụ thể rồi. Mọi người biết hết rồi là xong cứ thế mà làm thôi. Không phải hướng dẫn gọi điện từng người một. Rồi là gọi đến nhân viên đâu. Câu này mọi người hình dung chưa? Mọi người hình dung chưa?
cho nên là dài lắm đúng không, dài lắm khó hiểu lắm, nhưng mà phải nghe đi nghe lại nhiều mọi người ạ, nghe đi nghe lại nhiều chứ không ai mà nghe một phát được ăn ngay được từ đầu cả, ai cũng vậy thôi đúng không, là mình dịch như vậy đúng không, nó phải ngắt thành hai vế, vế lớn là mang hóa đơn đến và vế thứ hai là chúng tôi sẽ đổi trả cho trong trường hợp nào đấy, trong trường hợp nào cái tô kia ở trong kia là nó là hoặc thay nhớ, nó sẽ chỉ chịu trách nhiệm đổi trả cho mình trong trường hợp là ở phía bên nó có lỗi đúng không, là sản phẩm của nó có lỗi là một, và thứ hai là gì, thông tin của nó sai, ví dụ như là không đúng về thông số này đúng không, tôi mặc size M tại sao lấy cho tôi size L chẳng hạn đúng không, ví dụ như thế, ở trên hóa đơn là tính của tôi là size L mà tại sao bây giờ lại là size S hoặc size M chẳng hạn, thì người ta sẽ đổi cho mình, thì mình phải hiểu cái này nó liên quan đến kiến thức thực tế cho nên các bạn hơi khó hình dung. Chúng ta nghe lại câu này một lần nữa. 내용이 필요하신 후 7일 이내에 영수증을 가져올 샴푸를 보장하고 있습니다. 고객님들이 상품을 구입하신 후 7일 이내에 영수증을 가져오실 때 상품 내용이 표시나 광고 내용과 다를 때 또는 제품에 이상이 있을 때 교환 환불을 해드리고 있습니다. 또는 확 하이 뭐? 너? 그죠? Hiền à, Hiền nói cho cô nào. Chúng ta nghe bình tĩnh, không 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 đủ thì mai chúng ta nghe tiếp, không có vấn đề gì cả. Nào. Là gì nhỉ? Đầu tiên tiếng Việt là gì nhỉ? Sau khi quý khách mua hàng, nếu quý khách mang hóa đơn đến trong vòng 7 ngày, nói đến câu đấy cho nào. Thì chúng tôi sẽ đổi trả cho quý khách trong trường hợp là nếu như thế, như thế, như thế và như thế, như thế. Ồ, lời nó lại quá dài quá. Hiền có nhớ không? Nếu nội dung sản phẩm khác với lại biểu thị và quảng cáo hoặc là trên sản phẩm có cái gì đó nó kỳ lạ. Nè dung. Sang phung nè dung. Sang phung nè dung. Quảng cáo qua thằng bên tay. Quảng cáo qua quảng cáo nội dung qua thằng bên tay. Tôn hoặc tôn nên sang sang phun mi sang phun mi y sang y sinh tay sang phun mi y sang y sinh tay khi mà trên sản phẩm có cái gì đó kỳ lạ đúng không, sang phun mi y sang y ý sư tê, ý sang là danh từ kỳ lạ đấy mọi người nhá. Còn nếu mà ý sang ha ta là tính từ kỳ lạ, mọi người nhớ chưa? Ý sang y, ý sư tê. Kiều Hoan. Sang phun mê, ý sang y, ý sư tê. Kiều Hoan, hoan phun hê tử đi kết xung nịt ạ. Đúng rồi, chúng tôi sẽ đổi cho, đúng không? Vân Anh à? Gì? Sau khi quý khách mua hàng, nếu mang hóa đơn trong vòng 7 ngày, chúng tôi sẽ đổi trả cho những trường hợp như này nào. Khách님 들이 상품을 구입하신 후 하신 후 7일 이내 영수증은 가져오실 때 Hôm qua Vân Anh cùng nhóm với ai đấy Vân Anh? Hôm kia. Ai? Ở Phượng ạ. Ừ, thế nào hôm nay ngữ điệu mọi người có thấy giống Phượng không? Ôi, Phượng sửa đi ăn kinh cô ơi. Trời ơi. Ừ, hôm nay cô thấy giống Phượng thế. Ôi, mọi người có thấy giống không? Đấy. Tiếp đi. Thế nào? Làm sao hỏi cái gì ạ? Cái gì nhỉ? Mang hóa đơn đến rồi, xong sao? Khác
아, 다른데. 내용과 다른데. 제품에 이상이 있는데 기용환이나 환불은 해드리겠습니다. Công nào? Lúc cô bảo bạn nói thì đang đọc là mắt lát cơ. Là mắt lát cơ. Nào, tiếng Việt là sau khi quý khách mua hàng, nếu mang hóa đơn đến trong vòng 7 ngày thì chúng tôi sẽ đổi trả cho quý khách trong trường hợp là nếu như nội dung của sản phẩm khác với lại nội dung quảng cáo và biểu thị hoặc trên sản phẩm có cái gì đó nó kỳ lạ. Lỗi. Bằng cô để dùng. Không phải thế sang và sang phun sang phun mê hãy tự đi đà đổi cho quý khách không phải là chế sang phun mê đâu nhỉ sang phun mê chứ đúng không? Ok chưa mọi người tiếp câu tiếp theo nhá 그러나 구입 후 7일이 지나거나 고객님의 실수로 제품의 이상 Tiếp theo là đến lỗi từ phía khách hàng. Đúng không? Lỗi từ phía khách hàng. Mọi người nghe lại nhé. 구입 후 7일이 지나거나 China có na là hoặc là đã qua 7 ngày rồi đúng không? China kata là gì? Sau khi quý khách mua hàng mà nó đã quá 7 ngày rồi đúng không? Đúng chưa? 고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때에는 Khi có cái điều gì kỳ lạ do cái lỗi của khách hàng đúng không? Cái lỗi mà trên mặt hàng mà do khách làm ra ấy.영수증이 있어도 Dòng su chương nghỉ so tô dừng từng từng nhắc một để tí nữa sâu chuỗi lại dù là có hóa đơn đi chăng nữa환불이 불가능합니다. buôn khả năng là gì mọi người bất khả năng đúng chưa buôn khả năng là thì hoán đổi không có khả năng hoán đổi mọi người đúng không trả đổi đó nhưng mọi người nhớ là như vậy Tuấn. thế rồi đúng không nhưng mà đến cái nhưng mà nha corona mà đúng không nghe lại này. 네, 교환 환불을 해드리고 있습니다. À, hetiriko isumida là tôi đang hetiriketsumida cũng được mà hetiriko isumida cũng được. Đổ cho. 그러나 구입 후 7일이 지나거나 Dạ. Còn na đây là mình phải hiểu là gì? Hoặc là được chưa?고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때 Cố gắng nhìn mê xin su lô là gì? Do, được chưa? Do cái lỗi của quý khách, đúng không?영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. Dù là có hóa đơn thì cũng không có khả năng đổi trả. Được chưa? Mình nghe lại nhá.때 또는 제품에 이상이 있을 때 교환 환불을 영수증을 구입 후 7일이 지난 분을 해드리고 있습니다. 그러나 구입 후 7일이 지나거나 고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때에는 아, 제 품에 영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. các bạn nghe được chưa? Và gì? Sau khi mua nhá, cúi phù, đúng không? À, chi đi đi chi na ha còn à, chi đi đi chi na còn na là đã qua 7 ngày rồi hoặc đúng không? Cố kinh nghi mê xin su lô chế phu mê ý sang ý sư tệ hoặc khi có lỗi trên sản phẩm do gì? Do khách hàng đúng không? Thì hoan buôn à kiểu hoang hoan buôn buôn khả năng như đà đúng không buôn khả năng như đà buôn khả năng như đà đúng không à thiếu dù là có dòng xuất chương đi dòng xuất chương đi sao tốt đúng không buôn khả năng như đà cái gì đấy buôn khả năng như đà chị cam nào Này. nhưng 그러나 구입한 후 질이
질이 지나거나 질이 지나거나 고객의 실수로 고객의 실수로 제품에 이상이 있는데 영수증이 있어도 교환 환불이 가능합니다. 무언 가능합니다. 가능합니다. 지고 있나? 네. 그러나 구입한 후에 7일이 지나거나 do lỗi của khách hàng, do ừ. ưu đồ đây là do nhé mọi người nhé. Cố cái xin su xin su là lỗi lầm nhé mọi người nhé. Cái gì mẹ? Có cái gì mẹ xin su lo chế phun mẹ chế phun mẹ ý sang ý sinh tế do số chứng ý ý so to cái gì đấy nhỉ? Kiểu hoàn hoàn bún đi bún khả năng hàm gì ta? Nhớ là y ca bún khả năng và y ca khả năng hàm đá nhé. Mình nhớ nhé. Câu tiếp theo nào. 또한 영수증이 없을 때에도 교환이나 환불을 하실 수 없습니다. 그거 아니야, 아니? hơn nữa đúng không? 이상이 있을 때에는 영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. 또한 영수증이 없을 때에도 dù là khi không có hóa đơn 교환이나 환불을 하실 수 없습니다. 아, khi chứ? Trường hợp mà không có hóa đơn thì không thể đi đổi trả. 이 점을 꼭 상이 있을 때 교환 환불을 해드리고 있습니다. 그러나 구입 후 7일이 지나거나 고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때에는 영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. 또한 영수증이 없을 때에도 교 cả trường hợp là gì? Cả cái trường hợp mà không có hóa đơn nữa thì cũng không thể đổi trả được đâu đúng không? Nói câu này cô nào. À, Hoa nào? Hoa đi đâu rồi? Hoa đi rồi à? Vân nào? Tô Han dòng su chân nghi ọp 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 xưng tê tô cô Hoan cô Hoan ý na Hoan Phun Hoan Phun Hoan su ọp soi ồ Ha xin su ọp soi ồ à Hoan xin su à đâu tính nhớ à Hoan xin su ọp soi ồ nói lại nào dòng su chân nghi ọp dòng su chân nghi ọp xưng tê tô nào dòng su chân nghi ọp xưng tê tô cô Hoan ý na Hoan Phun Hoan xin su ọp soi ồ thế thôi còn dễ mà đúng không? Câu tiếp theo. 이 점을 꼭 주의해 주시기 바라며 바람이다 라지 mọi người. 기 바람이다 라지. 멍. Nếu mà chúc là chúc ai điều gì nhưng mà mong ai thực hiện cái gì cho mình thì mình cũng nên dùng là mong. Có hai cách dịch cô dạy mọi người đúng không? Ở đây là chúng ta 이 점 là gì? 이 점 là gì? Điểm này. 주의해 주시기 바라며 해 주시기 바라며 là ở đây là chúng ta sử dụng cái chữ và vừa đấy mọi người hình dung mio là bằng cái ư miền so này ư ha cô này kiểu vậy. 앞으로도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. Và sau này thì chúng tôi vẫn mong rằng là sẽ nhận được sự yêu thương từ phía quý vị khách hàng đúng không? Thế thôi câu đấy cuối chúng ta gì đúng không? Cô ơi nhưng mà ở câu đấy em chưa hiểu cái từ mà phù đà thường là khi là phù đà gắn với một cái cái nào đó mình ở đây người ta phải dùng là em mắt thư e phù đà là như nào không phù đà đấy nó giống như ở từ thỏ ấy như kiểu là sau này cũng sẽ dành tình yêu thương cho chúng tôi hơn ấy, kiểu vậy ở trong phần giải nó ghi là phù đà có cách ra đúng không hay như nào có cách ra A cách phù đà money quan sim nó là một cái nhấn mạnh đấy này trước cô đọc rồi và cô luôn luôn nhớ là như là hơn hơn này sao cô muốn đấy tự nhiên hỏi đến lại bình thường là dịch là hơn
Sáng trước là từ gì nhỉ? Nghe lại đây. 지나거나 고객님의 실수로 제품에 이상이 있을 때에는 영수증이 있어도 교환 환불이 불가능합니다. 또한 영수증이 없을 때에도 교환이나 환불을 하실 수 없습니다. 이 점을 꼭 주의해 주시기 바라며 앞으로도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. 2번 2번 하지만 입어보지 않고 사면 사이즈 2 3 영수증이 없는데 괜찮을까요? 2번 하려고 하는데 등산복 사러 갈 시간이 없어서 큰일이에요. 2 들어봅시다. 2번 3번 2 스스로 사세요. 3일 어? 책 đăng check 10 mấy nhỉ? Check 16 cô ạ. Cô cho các bạn nghe 16 trước đúng không nhỉ? Cô cho nghe cái đầu tiên xong cô cho nghe cái cuối cùng thôi mà. Ừ đúng rồi. 2. 들어봅시다. 2번. 네. Phải một cái dễ một cái khó chứ. 내용을 잘 듣고 집 thế nào? Lộn đi lộn lại. 하실 수 없습니다. 이 점을 꼭 주의해 주시기 바라며 앞으로도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. 앞으로도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. 이해해 주시기 바라며 phải xem lại cái chỗ đấy đó, xem cái chỗ chữ nó viết thế nào. Mà cũng nghĩ là hơn, nghĩa là mọi người ở cái chỗ đấy thì dịch thoáng thì sẽ là sau này cũng mong được đón nhận cái tình yêu thương quan tâm của mọi người nhiều hơn ấy, hơn nữa. Cô nhớ là ngày xưa cô có một lần cô học ở bên Hàn Quốc, cô nhớ cái này là có một lần cô được học ở quê, cô quên mất. Xem lại cái phần chỗ sách nó viết như nào. Ô, cái đấy cũng không ảnh hưởng đâu, thưa cô dạy khác đi cô. Cô sẽ nói lại sau nhé. Này. Quên. Đúng này mọi người cứ dịch là nhận được sự yêu thương hơn. Nghĩa là apro thì mọi người cũng biết rồi, đúng không? Apro도 저희 엘마트에 보다 많은 관심과 사랑을 부탁드립니다. Chúng ta cứ dịch là vậy thôi. Mong rằng là mọi người sẽ gì yêu thương và sử dụng cái kiểu nhà quan tâm nhiều hơn đến em bắt thư ấy. Được chưa? Cái bài này thì cô muốn cho bạn nghe tiếp sau đấy là để cho các bạn tham khảo và về nhà bạn nghe lại một lần, được chưa? Bạn nghe lại một lần và tự dịch lại, cô chỉ hướng dẫn là phanh phui nó ra, phân tích nó ra thôi, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại trách số 14. 2번. 대화를 잘 듣고 맞는 것에 체크 표시 해보십시오. 1. 어제 산 옷인데 소매 길이가 좀 짧아요. 소매 là cái gì? 그 ống áo à?
Ngày hôm qua cái áo mà tôi mua làm sao? Cái ống tay nó bị ngắn. Nó rất nhanh. 어제 산 옷인데 소매 길이가 좀 짧아요. 왜요? 그 아마 ngày hôm qua làm sao? Một bạn dịch luôn cho cô nhé. Huy nào? 다시 선생님 다시 들어주세요. 태극 표시 해보십시오. 1. 어제 산 옷인데 소매 길이가 좀 짧아요. 그 아우 나야 그 아마 hôm qua đi. Và mua bị chặt. Nhưng mà bị chặt. Chúng ta có thể ở chỗ là ở trên san ổ xin đê không? Ổ xin đê không? Hiểu đấy không? Là cái áo mà hôm qua mới mua đây. Nhưng mà làm sao? Chặt. Kiểu hoa su ít sửa không? Cái gì? Kiểu hoa su ít sửa không? Để không? Sơn nhìn, cái ổ xin sơn nhìn bàn tay chảy mạnh như nó xe. Khách ơi, chẳng mặt ta là gì? À, vừa tôi trông rất là vừa và hợp với cả hợp như gì là hợp được vượng được cái thưa quý khách ơi, cái áo này thì rất là hợp với quý khách mà, đúng không? Đối với quý khách mà, hợp với khách mà thì người ta có thể dùng là han thê đó mọi người nhá. 소매 길이만 짧은 거니까 오늘 맡기시면 수선해 드리겠습니다. 맡기다 là gì mọi người? Phó thác gửi gắm nhờ vả, nhưng mà nhờ đây là gì? Để đấy cho người ta làm cho mình, hình dung không? Hình dung không? Maquita là phó thác. Thế cái đấy là gì? Vì là gì? Thứ nhất ở đây nó có cấu trúc ngữ pháp là vì là chỉ có mỗi gấu gì? Dịch đi. À. Nào, nghe lại. 소매 길이만 짧은 거니까. Vì? Vì chỉ có gấu tay bị chặt thôi. Nên là mặc cho sơ. 오늘 맡기시면. Hôm nay nếu như quý khách. 맡기시면 là dùng tính ngữ. 맡기다 là gì? Hôm nay quý khách để lại ở đây, để lại cho người ta sửa ấy, phó thác để lại ở đây. 수선해 드리겠습니다. 수선해 드리겠습니다 là gì? Tôi sẽ sửa cho quý khách. Ừ. Cô ơi, nhưng em tưởng ở đây là từ ống tay ngắn sao nhỉ? Ống tay thật à? Ống tay ngắn vâng, đúng rồi, ống tay ngắn chị ạ. Ống tay thật đâu, ống tay ngắn. Thật là kỳ tà mà. Đúng rồi, ống tay ngắn, ống tay ngắn.